được cái khía cạnh của tụi em là ở là ngay được giao dịch ngân hàng quay hiểu không? Là phía ra ngân hàng dân thì công nhân thì vẫn mua được, nhân mua được cái vị trí đó. Đây dàn em nói từ cái thời điểm này nó là cái ngân rồi. Hàng và chợ đó, ngân hàng là bao quát, đây không thiếu cái gì anh. Đúng ở đây rồi, nó đây không là thiếu cái gì hết đó, mà ở cái chợ này này nó cung cấp cho 4 xã xung quanh đây. Mấy cái tòa nhà đây thời xưa là một phát hết. Mà anh biết một nền, mỗi một căn nhà hộ như thế này là bao nhiêu tiền không? Mặt đường chính này, mặt đường phụ từ rồi, 5 tỷ rồi. Trở lên 5-6 tỷ trở lên, không kể nhà lầu nha. Em không kể lầu, em chỉ nói một cái miếng đất bình thường, nhà căn nhà bình thường thôi. Đó là trung tâm, đây là trung tâm. Nhưng mà khi mọi người coi là trung tâm, khi em phóng vệ tinh ra em thấy nó không phải là mỗi chỗ này, mà nó giống như ở Mỹ Phước 1 và Mỹ Phước 2 vậy đó. Nó rộng hơn như vậy nữa. Nếu mà tính đúng cái cụm này nó rộng hơn cả Mỹ Phước 1 và Mỹ Phước 2. Nếu mà em coi tụi em phóng vệ tinh ra, đo vệ tinh ra để mà biết. To nó lớn cho từ tường này nè, vô trong trong đó khoảng 5-6 cây số. Đó, 5-6 cây số là dân kính hết, nhà kính hết chứ không phải là giống như vậy đâu. Nó kính mít y chang vậy luôn chứ nó không phải là thưa. Đó, tụi em phóng vệ tinh lên tụi em sẽ thấy. Đất của em trong này nè, em đầu tư ở đây. À, đây là chợ Bình Long đúng không? Chỉ cách chợ này một cây số của em thôi, là trực thuộc trong đó của em. À, đó đất nền là có thổ cư rồi đàng hoàng, sổ sách đàng hoàng. À, trung tâm thị xã là em xơi thôi. Nguyên đầu tư là trong đó đó phải không? À, nguyên là bên nhánh bên đây cũng là sát phường, là nói chung là sát dân cư đông chứ nó không phải là ở trên xã, hiểu không? Bước qua bên kia là thuộc xã Thanh Phú rồi, mà xã Thanh Phú thì nó khác. Xã Thanh Phú thì sau này tiềm năng hơn, sau này tiềm năng khác, còn thị xã tiềm năng khác. Được cái nhánh này là nó sát với quốc lộ, nếu đầu tư mình quăng nó mình cũng được lời.